xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái khảo sát và một dự soán rất là nhanh giữa hai chai nước hoa, đó là Chanel Aluminium Sport và Versace Pure Homme. Từ rất là lâu rồi, trên các cái diễn đàn, trên các cái kênh YouTube, họ luôn luôn so sánh hai chai nước hoa này có mùi hương tương đồng với nhau, và mỗi người đều đưa ra một cái quan điểm của mình. Và ngày hôm nay mình muốn bản thân mình sẽ đi test trực tiếp xem mùi hương của chai nước hoa nào sẽ ok hơn. Và sau đây xin mời cả nhà hãy theo mình đi khám phá, đi check đi, test mùi xem phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi so sánh mùi hương của hai chai nước hoa này. I need your help. Yeah, I have two smell of the two butter fragrance. So please smell and give your opinion which one you like. Okay. Yeah, they're first. Can I say which one is the original one or which one you like better? Depends on you. Yeah. Okay. This one? Okay. Wait. Okay, yeah. The second one. The first. The first. Yeah, the first one. Yeah. The first? Yeah. Yeah, okay. This one? This one is the first? Yeah. You were the first? Okay, yeah. And how about you? Yeah, I think the first. The first? You? The first. And? The first. Oh, you the first? Yeah. Okay. Okay, thank you. Yeah. Okay, please smell. Where is it? You? Yeah. Okay. Yeah, it's good. It's good? Yeah, I like it. How about this one? I like the first one more. Do you like this one? Yeah, it's more Chanel. Okay, can you? Yeah. Yeah. And this one? Good. Yeah, I prefer this one, I think. This one? First one. Really? Yeah. Different. Yeah, okay, thank you. Okay, the first one. Yes, nice. And this one? I prefer this one. You prefer this one? Nicer. Yeah, okay. Versace Pure Homme. Yeah, okay, thank you. Cuối cùng là chúng ta đã có câu trả lời chai nước hoa nào hơn chai nước hoa nào. Và phải nói rằng mình thật sự rất là bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay mình luôn đánh giá là Chanel Aluminium Sport có mùi hương hấp dẫn hơn, thú vị hơn Versace Pure Homme. Nhưng mà thực tế hôm nay đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Versace Pure Homme mùi hương đánh giá cao hơn rất là nhiều đối với Chanel. Thì mình hy vọng đây cũng là một cái thông tin để các bạn tham khảo khi đang phân vân lựa chọn mùi hương của hai chai nước hoa này. Video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.